Rồi chào các bạn ha. Tiếp tục phải xịt thuốc miếng này. Đất mướn mà chủ ruộng không có qua các bạn ơi. Quá trời bị hai tầng nha. Lúa này cũng đạt chứ lắm, trúng dữ lắm, nhưng mà nghẹt cái nó bị hai tầng lỗ lỗ ha. Bên đây thì đỡ nè. Các bạn thấy không? Cậu không có hai tầng nhà lúa quá đẹp. Này chắc 54 quá. Ba bốn năm sáu cần 7 mét. Quá trời chỗ này. Chỗ này có lúa thóc gì đâu sệt. Chỗ này có lúa thóc gì đâu. Sao không xịt bỏ chờ để chi có lúa gì đâu. Đi đâu ạ? À? Quay phim chơi nè. Xịt bỏ chết còn quay phim nè. Xịt bướng mà. Chỗ nào có lúa bứt à. Chủ ruộng không có qua nha các bạn. Miếng này nhiêu công lận anh? 20 công hả? Nó bị hai tầng với cả 2 công à. Bên dưới này đỡ nè. Lúa này trúng chứ. Chỗ nào không có hai tầng nữa thấy đã thiệt. Đó là hai tầng thì thua. Cái đâu quay YouTube. Đợt này có xịt dưỡng chưa không biết. Chưa đâu hả? Sẽ đậu không hả? Coi cái vỏ thuốc ra. Cái filia quá. Không phải luôn. Siêu di khuẩn. Thằng nước ngốt kẻo quá. Tì Nhật Bản. Cú này trúng nghẹt cái nó bị hai tầng các bạn ơi. Hai tầng cũng lỗ lỗ à, chỗ nào có hai tầng đẹp lắm đẹp, giống như bên đây vậy nè các bạn thấy không? Bên đây bằng trang thấy không? Nó bị lỗ lỗ gò gò. Cái thuốc cũng xuất thường thôi nha các bạn. Đậu ôn lên nó hạt luôn à, chắc thuốc dưỡng luôn à. Đậu ôn lên nó hạt. Hai bốn này mình 25 lít. Thì Nhật Bản. Trên đó giờ sinh bệnh nhiêu anh? 25 không? Muối không 20 không? Tao nghe ông cậu nói trên đó đủ xịt 25 không có ai xịt nữa. Chỗ chùa á. Vậy không? Win, ăn win. Đi thẳng dưới đi bà ơi, lên nữa rồi xuống nữa. Vậy. Thẳng lên xuống nữa. Đi thẳng dưới đi vậy. Ừ. Này ông mướn công như biết không anh? Đây. Ông mướn công như biết không? Đất mướn này ông mướn công như biết không? 3 triệu không? Biết. Không biết không? Này 54 quá. Con 54 là 1 hả? Giặt này ít bị vàng lá thôi. Tạ sớm mà không bị ha. Phải có 45 ngày chứ biết. Cỡ đó rồi.
Nói chung là miếng này bị hai tầng kiểu này khoảng 10 công thì tắt bỏ cỡ một công đất mà. Nó hay một cái là nó bị chồm chồm, theo đúng rồi, cái này sẽ khơi văn bỏ mới được, chứ để đâu có lúa thóc gì đâu mà. Chỗ nào không có hai tầng thì mình thấy ít nữa. Chỗ nào có hai tầng thì nó chồm chồm vậy đó, có lai gai ha. Cái này đất mướn, không biết mướn công nhiêu nữa. Đây nhá, chắc không có chủ ruộng qua đó các bạn, chắc anh này, hai anh này đi xịt mướn. Quay cho thấy hai tầng nhiều quá, quay cho các bạn tham khảo chơi ha. Hai tầng quá đẹp. Bây giờ xịt bình 20.000 nhưng mà cần cục, không phải cần dài các bạn. Là dạng lúa quá cao. Bên kia có miếng có cái miếng OM18 quá trúng các bạn ơi, mình đi nha nãy, nhưng mà miếng đó không biết chừng nào chú ruộng ra chụp. Nếu mà mình gặp chú ruộng chụp thì mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Miếng đó là dữ dằn luôn á. Hình như là OM18 vụ này là chiếm dùng luôn các bạn. Bên nó có xịt Takumi nữa nha các bạn. Takumi ha. Takumi của công ty Nhật Bản, có công ty Nishino. Thì có nhiều người xài dữ lắm, nhưng mà từ hút ra, từ lúc ra cái bịch nhỏ tới giờ là mình không có xài ha, bỏ tới giờ luôn các bạn. Xịt rồi hít một lần hai lần gì đó thấy không hiệu quả rồi mình bỏ luôn. Bên này không có hai tầng, các bạn thấy dàn lúa đẹp không? Miếng này với miếng này chung chủ nha. Bên đây anh xịt rồi các bạn. Lát quay cái miếng OM18 các bạn xem nè. Cái đường quá trời xình luôn các bạn. Bờ này cũng lỡ hết. Ngọn xem xét với mặt nước. Rồi bên đây là lúa OM18 nha các bạn. Còn bên đây thì 54-51. Lúa mình quay hai tầng lúc nãy ha. Bên đây không có hai tầng nè. Còn cái dàn lúa này quá trời đẹp luôn mà, cao nhọc luôn à. Nói chung là OM18 cao nhưng mà không sợ ngã nữa mà. Ít khi nào ngã lắm. Đi chưa? Này chắc rước phân rồi. Lúa này chắc cỡ 45 ngày đến 50 ngày ha. Thấy dàn lúa OM18 nó cao vậy, nó nhầm người tưởng là tới năm mấy ngày, 60 ngày á. Video mình làm tới đây kết thúc nha các bạn.